Và giữa tự hào và tự cao nó có một ranh giới mong manh. Và nếu chỉ một bước chúng ta không trí tuệ thôi là chúng ta có thể bước từ tự hào sang cái tự cao và bản ngã lớn rất là nhanh rồi. Trả lời một cái câu hỏi là hạnh phúc là cái gì nó quá là khó. Chúng ta hãy thử trả lời giúp cho Tuệ An một câu hỏi này. Đó là hạnh phúc nó đến từ bên trong ta hay hạnh phúc đến từ bên ngoài ta? Liệu chúng ta có bao giờ thật sự hết khổ được hay không? Nếu như chúng ta luôn luôn nghĩ rằng nỗi khổ là sẽ do người khác mang lại. Và liệu chúng ta có bao giờ thực sự hạnh phúc được hay không? Nếu như chúng ta vẫn luôn luôn nghĩ rằng hạnh phúc nó sẽ đến từ một người nào đó mang lại cho chúng ta, chứ không phải là do chúng ta tự có cái hạnh phúc đó từ bên trong. Nói thì dễ như vậy á, nhưng mà rất nhiều chị em phụ nữ khi mà Tuệ An tiếp xúc, bởi vì Tuệ An làm việc với các chị em phụ nữ rất là nhiều, đa số là tư vấn cho các chị em về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Và Tuệ An nhận thấy một điều rằng đôi khi chúng ta đặt cái hạnh phúc của mình vào tay của những người khác. Chúng ta đặt hạnh phúc của mình trong tay của chồng, chúng ta đặt hạnh phúc của mình trong tay của con của mình. Con mình có vui thì mình mới vui, chồng mình có vui thì mình mới vui. Và đôi khi chúng ta cứ như vậy và chúng ta có một thứ hạnh phúc được gọi là hạnh phúc vay mượn. Như cái vòng tròn bên ngoài này màu xanh nước biển các bạn sẽ thấy này, nó là hạnh phúc vay mượn. Và bao nhiêu các bạn đang đặt hạnh phúc của mình vào trong tay của người khác, chúng ta hãy trung thực với chính mình và comment xuống phía dưới giúp xem nhé. Đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu lập gia đình rồi, chúng ta có bạn đời, chúng ta có con của mình, và đôi khi chúng ta sẽ thấy rằng mình rất dính mắc vào họ. Mình không có họ là mình không có chịu được, hoặc là họ mà cáu với mình là mình cũng phải cáu với họ, chứ họ mà cáu với mình là mình không có vui được đâu. Vậy có phải vô hình chúng ta đã đặt hạnh phúc của mình vào tay của những người khác, và chúng ta có một thứ hạnh phúc được gọi là hạnh phúc vay mượn? Có rất nhiều những bạn trẻ kết hôn bởi vì em thấy là anh ấy đáp ứng được những cái nhu cầu của em đó, em thấy rằng anh ấy rất là quan tâm em. Vậy thì chúng ta có thật sự là yêu hay không, hay là chúng ta yêu cái cảm giác được người khác quan tâm và chăm sóc? Và chúng ta có tự hạnh phúc được với mình hay không, hay là chúng ta đang phải hạnh phúc một cái sự hạnh phúc vay mượn từ bên ngoài? Đã có rất nhiều người khi mà cho họ một mình, họ ở với họ là họ không có vui được. Họ ở một mình thôi là họ không có cái khả năng ở một mình, phải đi ra quán bar, phải đi ra ngoài, phải gặp gỡ một ai đó thì mới cảm thấy vui. Và đôi khi chúng ta thấy là mình có bị hạnh phúc vay mượn từ bên ngoài nhiều không? Có một cái hình vẽ mà các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình rõ không? Có một người đàn ông đi tìm gặp một vị thiền sư và hỏi vị thiền sư đấy bằng một cái thái độ rất là cáu giận. Hạnh phúc ở đâu? Tôi muốn hạnh phúc. Vậy hạnh phúc ở đâu? Và nói với cái vị thiền sư rằng là đó rằng là tôi muốn hạnh phúc. Và vị thiền sư đấy chỉ mỉm cười thôi và bắt lấy cái chữ tôi muốn hạnh phúc đó và nói với cái người đàn ông là trước tiên này, hãy bỏ cái tôi đã, và sau đó bỏ luôn cả cái muốn đi. Và thế là từ tôi muốn hạnh phúc gạch đi cái tôi, gạch đi cái muốn, chỉ còn lại chữ hạnh phúc mà thôi. Và đó, hạnh phúc nó chỉ đơn giản như vậy. Bỏ đi cái tôi, bỏ đi cái muốn của mình, bỏ đi khỏi cái mong cầu người khác phải làm gì cho mình thì mình mới hạnh phúc. Để mình vun bồi được cái hạnh phúc tự thân, thì lúc đó cái hạnh phúc nó đến với mình sẽ không còn là chuyện khó khăn nữa. Vậy cái tôi là gì? Thuần hóa cái tôi, tại sao nó phải là một hành trình? Tại sao tôi muốn bỏ cái tôi của tôi ngay mà tôi lại không bỏ được? Và cái tôi có phải là lúc nào nó cũng xấu hay không? Và thực sự ấy, thì Tuệ An không nghĩ rằng cái tôi nó là quá xấu. Tuy nhiên để một cái tôi quá lớn hơn cả cái chúng ta, hơn cả các mối quan hệ khác á, nó sẽ giúp phá hủy cái mối quan hệ của bạn rất nhanh. Khi cái tôi của một con người dâng cao lên ở đâu thì các mối quan hệ xung quanh sẽ chết dần ở đó, sẽ gặp biến cố ở đó. Vậy nếu như chúng ta hiểu điều này á, chúng ta sẽ không quá đề cao cái tôi của mình. Tuy nhiên cái tôi của bạn á, nếu bạn không có nó, đôi khi chúng ta sẽ không có sự khác biệt giữa người này và người kia, và chúng ta sẽ không có cái sự tự tin với chính mình. Vậy có 5 cái tầng mà Tuệ An đúc kết ra như thế này, và các bạn xem là mình đang ở tầng thứ mấy.
Cái tầng đầu tiên là có những bạn rất tự ti về chính mình. Có những bạn luôn luôn nghĩ rằng mình không đủ tốt, luôn luôn có một cái nỗi sợ ở trong đầu mình là mình không đủ giỏi, mình không làm được, mình không đủ xinh, mình không đủ tốt. Luôn luôn rất là tự ti với bản thân. Trên tự ti một bậc là chúng ta bắt đầu tự tin. Chúng ta bắt đầu tin vào chính mình, chúng ta bắt đầu chấp nhận chính mình. Chúng ta bắt đầu dám nhìn vào những cái điểm xấu của mình và thấy là hình như nó cũng không xấu lắm khi tôi đã chấp nhận nó. Dường như là mũi của tôi to nhưng mà mặt tôi vẫn xinh chẳng hạn. Đó là khi mà bạn chấp nhận chính mình. Từ bên ngoài vào bên trong, dần dần bạn sẽ có sự tự tin. Khi mà bạn nghĩ rằng bạn có thể làm được là lúc đó bạn có thể làm được. Và sự thật đó, là nếu có một ai đó đã làm được một điều gì đó trên cuộc đời này thì bạn cũng có thể làm được như họ. Thậm chí bạn còn có thể làm được tốt hơn thế nữa. Còn trên tự tin một bậc là khi chúng ta đã đạt được một số những cái thành tựu trong mối quan hệ, trong cuộc sống, trong sự nghiệp, và chúng ta thấy rất tự hào về điều đó. Và tự hào nó là một điều tốt. Tự hào với chính mình, yêu thương chính mình, biết ơn chính mình, tự hào với chính mình, nó là một điều tốt. Nó không có gì là xấu. Và đôi khi chúng ta còn phải vun bồi cái sự tự hào về chính mình. Tại vì chính cái sự tự hào với chính bản thân bạn, nó sẽ giúp cho bạn có động lực để bạn làm tiếp, bạn tiến tiếp trên hành trình của mình để đạt được những cái mục tiêu xa hơn mà bạn đặt ra. Tuy nhiên, cái tầng tiếp theo của tự hào đó là tự cao. Và giữa tự hào và tự cao nó có một ranh giới mong manh. Và nếu chỉ một bước chúng ta không trí tuệ thôi là chúng ta có thể bước từ tự hào sang cái tự cao và bản ngã lớn rất là nhanh rồi. Và có một câu chuyện thật của Tuệ An như thế này. Tuệ An đã từng trải qua hết những tầng này. Đã từng là một người phụ nữ rất tự ti. Tại vì sau khi mà Tuệ An kết hôn xong, Tuệ An lấy chồng khá sớm, kết hôn năm 24 tuổi. Và sau năm 24 tuổi đó thì liên tiếp sinh luôn hai em bé. Thế là 2 năm tiếp theo là sinh hai em bé. Mà khi vừa kết hôn xong sinh hai em bé liên tiếp thì đến lúc mà mẹ sau sinh ấy, phải gọi chính xác, dùng một cái từ được gọi là mẹ xề sau sinh. Và tất cả mọi thứ đều rất là xấu xí, rồi mắt thì trố ra, rồi quần áo thì sộc sạch, rồi người lúc nào cũng bỉm với sữa, với nước tiểu của con thôi á. Và cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà mình rất tự ti vào bản thân mình. Mình nhìn mình trong gương mà mình còn không dám nhìn. Mình nhìn mình trong gương mà mình còn bảo đây là bà nào ấy chứ không phải là mình. Và lúc đó là cái thời điểm mà Tuệ An rất tự ti về bản thân. Mình còn không dám nhìn mình, không dám xem ảnh mình, không dám đi ra ngoài. Chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở trong 4 bức tường nhà thôi. Đặc biệt trong cái thời gian mà sinh hai bé và ở nhà chăm hai bé thôi á, rất là tự ti. Sau đó khi mà Tuệ An nhận ra một điều rằng á, nếu mà mình muốn cho con mình tốt ấy, mình sẽ phải trở thành người tốt trước. Mình muốn cho con của mình có được sự tự tin, mình sẽ phải là người có sự tự tin trước. Và Tuệ An vun bồi cái sự tự tin của mình. Dần dần mình chấp nhận được những cái điểm xấu và mình nghe được những cái điểm tốt từ chính bên trong tâm của mình. Mình có sự tự tin nhiều hơn. Và khi cái sự tự tin đó nó biến thành sự tự hào, khi mà mình mang cái sự tự tin đó thành hành động, đạt được một số những gọi là thành công nhỏ nhỏ ở trong sự nghiệp, trong công việc, với cộng đồng, được mọi người chia sẻ với mình, được mọi người yêu thương mình nhiều hơn, thì nó có sự tự hào. Nhưng đôi khi cái sự tự hào đấy nó lại bước sang một cái ranh giới của sự tự cao. Đã có những lúc Tuệ An nhận thấy là cái tâm của mình nó biến đổi một cách siêu kỳ diệu và siêu vi tế luôn. Cái từ vi tế nó là những cái biến đổi rất nhỏ. Không biết dùng cái từ nào khác nên tạm phải dùng cái từ chuyên môn như vậy. Hy vọng là các bạn hiểu. Thì cái lúc đó là lúc mà sự tự cao nó trỗi dậy. Nghĩ rằng mình giỏi, mình làm được. Mình không cần ông chồng mình cũng làm được. Tôi có thể kiếm được tiền, tôi có thể nuôi được con, tôi có thể làm mọi điều. Thậm chí mẹ con tôi có thể đi chơi mà vẫn vui, không cần ông chồng. Và Tuệ An đã có rất nhiều những cái chuyến du lịch ấy mà chỉ có hai mẹ con và không có ông bố ở đâu hết. Tại vì thời điểm đó đâu có giao tiếp được với chồng của mình đâu. Vì bản ngã quá lớn, vì cái tôi quá lớn và luôn luôn tập trung cho một việc thôi. Đó là tôi phải là người đúng nhất trong các mối quan hệ. Và khi chúng ta chọn mình là người đúng nhất trong các mối quan hệ thì dường như cái tự cao của chúng ta đã tiến lên một bậc, đó là cái tôi lớn. Và khi cái tôi của chúng ta rất lớn,
Cái tôi của chúng ta dâng lên cao ở đâu thì các mối quan hệ xung quanh sẽ chết ở đó. Mình cứ tưởng tượng như thế này. Những cái mà mình nghĩ là đúng thì đôi khi nó đúng với mình nhưng nó không đúng với bạn đời của mình. Hoặc nó đúng với mình nhưng nó không đúng với con của mình. Nếu trong gia đình của mình có 4 người đi, có bạn nào có 4 người trong gia đình hay là có 3 người trong gia đình chẳng hạn, thì các bạn thấy là nếu mà mình cũng chọn đúng một kiểu, mẹ con mình cũng chọn đúng một kiểu và chồng mình cũng chọn đúng một kiểu là thôi, 4 người đi 4 hướng khác nhau. Ví dụ buổi cuối tuần và chồng của mình nói với mình rằng hôm nay cuối tuần rồi, anh thèm đi ăn thịt nướng quá, chúng mình đi ăn thịt nướng đi. Và mình thì lại nói rằng không, phải đi siêu thị, tại vì nhà mình hết đồ ăn rồi, mình cần phải đi siêu thị để mua đồ ăn. Còn con của mình thì lại nói rằng à không, con cần phải đi khu vui chơi, tại vì lâu lắm rồi con không được đi cầu trượt chẳng hạn. Và nếu như vậy, bạn thấy là con mình có đúng không? Con mình cũng đúng với cái suy nghĩ của nó. Người vợ có đúng không? Người vợ cũng đúng với cái suy nghĩ của người vợ. Và người chồng có đúng không? Người chồng cũng đúng với cái suy nghĩ của chồng. Nhưng 4 người chọn 4 cái hướng đúng khác nhau thì 4 người sẽ đi về 4 hướng. Tuy nhiên đến một ngày mà mình nhận ra được một điều rằng trong tình yêu hay trong các mối quan hệ hay trong hôn nhân, đúng sai không quan trọng, điều quan trọng là hạnh phúc. Và cãi nhau hay là tranh giành đúng sai á, nó cũng không khiến cho chúng ta hạnh phúc hơn, mà nó chỉ quyết định là ai là người tổn thương nhiều hơn thôi. Mà đa phần phụ nữ sẽ tổn thương nhiều hơn là nam giới, bởi vì phụ nữ bị dính mắc vào các mối quan hệ nhiều hơn là nam giới. Nấc thang của từ sự tự ti đến cái tôi lớn. Các bạn đang ở vị trí số mấy? Các bạn đang thực sự thấy mình ở vị trí số mấy? Và chúng ta nhớ nha, giữa tự hào và tự cao nó mong manh lắm. Vậy nên chúng ta phải tỉnh táo, chúng ta phải trí tuệ để chúng ta nhận biết được lúc nào cái tôi của mình trỗi dậy, để tự mình kéo được cái tôi của mình xuống. Bởi vì cái tôi ở đâu là chúng ta sẽ không hạnh phúc ở đó. Hạnh phúc dựa trên bản ngã, nó là một cái sự hạnh phúc không vững bền. Vậy làm thế nào để thuần hóa cái tôi? Lát nữa chúng ta sẽ được chia sẻ từ hai chuyên gia, đúng không ạ? Tạm gọi là hai chuyên gia. Nhưng mà Tuệ An nghĩ rằng bản thân Tuệ An là một người biết cái gì thì sẽ chia sẻ với các bạn cái điều đó. Vì là khi mà chúng ta đã từng có cái tôi lớn và chúng ta đã từng vấp ngã vì cái tôi lớn đó, chúng ta sẽ rất hiểu ý nghĩa của việc hạ cái tôi xuống nó quan trọng như thế nào, thuần hóa cái tôi nó quan trọng như thế nào. Và Tuệ An mượn tạm một câu nói ở trong một cái bức tranh mà hôm nay Tuệ An có nhìn thấy. Và Tuệ An rất là thích cái câu nói này. Câu nói này liên quan đến tình yêu hôn nhân nha. Có một cái câu nói mà Tuệ An thấy rất là hay này. Các bạn có đọc được không? Tuệ An đọc nó to để cho các bạn nghe được nha. Chẳng ai sinh ra mà đã hợp nhau. Một chút nhường nhịn, một chút chịu đựng, thêm một chút nhẫn nại và có cả một chút hy sinh, vì nhau thì tình yêu mới bền vững. Và sự thật là chẳng có cái người bạn trai nào hoàn hảo, cũng chẳng có cái người bạn gái nào hoàn hảo, cũng chẳng có người vợ nào hoàn hảo và cũng chẳng có người chồng nào hoàn hảo hết. Và cũng chẳng có ai sinh ra là vốn đã hợp nhau. Và cái việc là chúng ta thấy người kia không hoàn hảo để chúng ta soi lại chính mình và chúng ta giúp cho cả mình và người đó trở nên hoàn hảo thêm, điều đó mới là một cái điều quan trọng. Còn đâu chúng ta nếu mà mải miết đi tìm một người hoàn hảo để mà chúng ta yêu họ, chúng ta lấy họ thì rất tiếc là không có người như vậy trên cuộc đời. Tại vì một người hoàn hảo sẽ phải đi với một người bạn đời cũng hoàn hảo như họ. Mà mình nhìn lại bản thân mình đâu có thấy bản thân mình hoàn hảo đâu, đúng không các bạn? Vậy một chút nhường nhịn, một chút chịu đựng, thêm một chút nhẫn nại nữa và cả một chút hy sinh nữa thì lúc đó chúng ta mới có một tình yêu hôn nhân vững bền. Một cái từ rất quan trọng ở đây là cái từ chịu đựng. Từ chịu đựng nó rất là hay, nhưng mà có một số người là không hiểu cái từ này, nghĩ là tôi cứ chịu đựng là tôi hạ cái tôi của tôi rồi. Nhưng có rất người chỉ chịu thôi. Chịu là chấp nhận, còn đựng là sự chứa đựng. Có rất nhiều người chịu được người bạn đời của mình, chịu được sự khó chịu, chịu được những cái lời nói ấy, tổn thương của anh ấy dành cho mình. Nhưng mà chúng ta chịu, chúng ta chấp nhận, chúng ta im lặng, chúng ta không nói gì lại, nhưng chúng ta lại đựng cái điều đó chưa được, nên chúng ta luôn luôn cảm thấy ức chế, luôn luôn cảm thấy khó chịu. Chịu là sự chấp nhận, còn đựng là khả năng chứa đựng. Vậy chịu rồi hãy
mở rộng cái khả năng chứa đựng của chúng ta ra, mở rộng dung lượng trái tim của chúng ta để chúng ta có thể chứa đựng được nhiều cái sự khó chịu từ người ấy hơn. Bởi vì khi mà chúng ta đã thật sự hạnh phúc, chúng ta nhìn thấy một người khó chịu, chúng ta sẽ thương họ hay chúng ta sẽ ghét họ? Thông thường chúng ta sẽ thương họ nhiều hơn nếu như chúng ta đã hạnh phúc. Còn nếu như chúng ta khó chịu với họ là bên trong chúng ta có hạt giống của sự khó chịu, mà đôi khi chúng ta biết mà chúng ta không chịu nhận mà thôi. Vậy chịu đựng á, ý của nó là như vậy. Trong cuộc sống này, không chỉ trong tình yêu hôn nhân mà trong các mối quan hệ nữa, cái khả năng đựng của chúng ta càng lớn á, thì chúng ta càng có những cái mối quan hệ tốt đẹp. Tại vì chúng ta càng đựng được nhiều người là dung lượng trái tim của chúng ta càng mở, chúng ta càng yêu thương và chúng ta càng biết ơn. Thêm một chút nhẫn nại. Nhẫn nại là một đức tính thuộc cột nghị lực. Các bạn biết điều đó không? Nghị lực á, nó có 3 yếu tố để tạo nên sự nghị lực của một con người. Thứ nhất là dũng. Cái dũng khí để bạn làm những cái việc khó. Cái dũng khí để bạn vượt qua cái tôi của bản thân. Cái dũng khí để bạn dám làm những cái việc thử thách mà bạn chưa từng làm. Và nó gồm có từ nhẫn. Nhẫn ở đây là năng lực làm cái sự khó khăn, thử thách đó đến tận cùng, được gọi là nhẫn. Vậy mình nhìn lại mình xem, mình đã có đủ sự nhẫn chưa? Mình, nếu mình không đang không hạnh phúc hay là đang không thành công như là mình nghĩ, thì mình nghĩ lại xem là mình đã có đủ sự nhẫn chưa? Hay là mình làm một hồi mình thấy nó xuôi thuận, nó dễ chịu là mình tiếp tục, còn mình thấy nó khó khăn, nó chông gai, nó thử thách là mình bỏ nó luôn và mình dừng lại luôn. Và việc nếu chúng ta không bao giờ kết thúc những cái gì chúng ta đã bắt đầu, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đi đến được sự thành công và hạnh phúc. Trong mối quan hệ cũng vậy, và trong cả sự nghiệp chắc cũng vậy. Vậy nên nếu như bạn nào đó đang trên cái con đường phát triển sự hạnh phúc của mình, hãy nhớ như chúng ta cần một chữ nhẫn. Và đang nói về cột nghị lực thì cột nghị lực cũng bao gồm một chữ nữa: dũng, nhẫn và tĩnh, là năng lực của sự tĩnh lặng. Và thật ra sự tĩnh lặng á, nó là một cái cách để cho chúng ta có thể thần hóa cái tôi của mình rất tốt. Tuệ An mạn phép là được lấy ví dụ trong cái cuốn sách tập 3 của Tuệ An là mới ra mắt. Tuệ An đã ra mắt được một bộ sách tên là Chinh Phục Hạnh Phúc, bao gồm có 3 tập. Và cái cuốn sách tập 3 này có tựa đề là 90 ngày làm chủ cảm xúc. Và trong đó nó có một trang, trang 280-281 này, nói về sự thuần hóa cái tôi. Vì khi cái tôi của bạn hạ, bạn sẽ có được sự hạnh phúc và bình an thật sự. Và có 3 cách này, 3 cách để cho chúng ta thuần hóa cái tôi mà Tuệ An đúc kết ra và viết trong cái cuốn sách này. Cách đầu tiên đó, đó là thiền. Thiền giúp cho chúng ta thuần hóa cái tôi của mình rất là tốt. Cách thứ hai là đừng tìm cách bảo vệ cái tôi. Ví dụ khi ai đó khen bạn á, cũng đừng cố củng cố thêm cái sự khen đó, kẻo chúng ta bị dính mắc vào cái lời khen nó là bản ngã của chúng ta tăng nha. Còn nếu có một ai đó chê bạn ấy, thì cũng đừng cố phòng vệ lại, đừng cố bảo vệ cái tôi của mình, lúc đấy cái tôi của mình rất hạ. Ví dụ như cái ví dụ thứ hai này, cái bài học thứ hai này là Tuệ An rút ra từ chính cuộc đời của mình. Ngày xưa khi mà mâu thuẫn với chồng á, ông ấy cứ nói mình cái điều gì một câu là mình phải nói lại khoảng 2-3 câu. Ông mà chê là tại sao em không chịu lắng nghe, em không chịu thấu hiểu anh gì hết, thì mình sẽ phải nói lại: anh có bao giờ anh thấu hiểu em không? Anh có bao giờ anh lắng nghe em không? Hay là anh chỉ biết đi tối ngày và anh về nhà vào lúc 12 giờ đêm thì làm sao mà anh biết được là con thế nào, vợ thế nào? Và hai vợ chồng cứ tùm lum hết cả lên. Là khi mình nhận một cái phán xét tiêu cực từ người khác, mình ngay lập tức phải phòng vệ lại bằng cách đổ lỗi lại này, chỉ trích lại này, phán xét lại này, rồi cáu gắt lại này. Vậy để thuần hóa cái tôi, đừng bảo vệ cái tôi của bạn nữa. Nếu bạn nhận được một sự phán xét tiêu cực từ một ai đó, tĩnh lặng, tĩnh lặng mà thôi. Và cái chiêu này Tuệ An áp dụng và thấy là nó giảm thiểu cái bản ngã lớn của mình rất là hiệu quả. Nó sẽ khó khăn trong cái thời gian đầu luyện tập điều này á, nhưng mà bạn biết là nội lực chỉ được vun bồi trong khó khăn, đúng không ạ? Vậy khi mà chúng ta có được cái điều này, ai đó phán xét mình cũng không quá buồn, mình cũng không phải phòng vệ lại, thì cái tôi của chúng ta sẽ được giảm rất đáng kể. Vì sao? Vì sao lại có cái mục thứ hai là đừng tìm cách bảo vệ cái tôi như vậy á?
Nếu như có một người nào đó khen mình mà người đó khen thật thì đó là bạn mình. Nếu có một ai đó khen mình mà người đó khen quá lên, kiểu như nịnh mình, thì đó chính xác là kẻ thù của mình, vì làm cho mình ảo tưởng sức mạnh về bản thân. Nếu có một ai đó chê mình mà chê đúng, người đó là thầy của mình. Còn nếu có một ai đó chê mình mà chê sai thì mình không cần quan tâm, bởi vì ta biết mình là ai, đúng không ạ? Vậy đấy là cái bí kíp thứ hai mà Tuệ An đã áp dụng để thuần hóa cái tôi của mình. Điều thứ ba này, đó là hãy từ bi về chính mình. Đôi khi từ bi về chính mình ấy, nó cũng giúp cho bạn thuần hóa cái tôi của bạn. Bạn thuần hóa cái tôi, bạn làm cho cái tôi của mình thuần hơn. Mình từ bi về chính mình. Nếu như mình khó chịu với một ai đó là mình đang khó chịu với chính mình. Nếu như bạn đối xử với bạn bằng lòng tử tế, bằng sự tự tin, bằng những cái cảm xúc chân thành nhất, thì lúc đó cái tôi của bạn nó sẽ được giữ ở mức rất là cân bằng. Cảm ơn bạn đã xem video của Tuệ An. Rõ ràng rằng nếu như bạn thấy mình không thể kết nối với một ai đó trong cuộc đời này, thì người đầu tiên mà bạn cần phải quay lại để kết nối chính là chính mình. Trước khi yêu thương một ai đó, bạn cũng cần yêu thương chính bạn. Trước khi biết ơn một ai đó, bạn cũng cần biết ơn chính bạn. Và khi bạn tự hạnh phúc với chính bạn là lúc bạn có thể sống cùng với một ai đó mà hạnh phúc. Và hãy bắt đầu quay trở lại chính mình để vun bồi những phẩm chất thuần khiết tốt đẹp đó cùng với Tuệ An nhé. Và nếu như bạn muốn cùng rèn luyện điều này, bạn có thể sở hữu bộ sách Chinh phục hạnh phúc gồm 3 tập: 90 ngày thực hành biết ơn, 90 ngày thực hành yêu thương vô điều kiện và 90 ngày làm chủ cảm xúc. Bạn có thể đăng ký đặt mua bộ sách này bằng cách để lại số điện thoại phía dưới comment hoặc ấn vào đường link ở phần mô tả để có thể đọc thử bộ sách. Và điều cuối cùng, đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh của Tuệ An để là những người đầu tiên xem những video mới nhất về tình yêu, về hạnh phúc, về hôn nhân và gia đình.